mùa bình thường, mùa vui nơi đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông, ca đã cay chưa bên sông, một chiều nắng vui cho bao âm hồn. Rồi rất diệu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang lòng anh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với khói bay trên sông, ga đang gánh chưa bên sông, một chiều nắng thôi hôm nay mình mong. Chưa bên sông, một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi rất diệu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, gió sẽ ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang lòng anh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Chưa bên sông, một chiều nắng vui hôm nay mênh mông. Với khói bay trên sông, ca đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng vui hôm nay mênh mông. Vâng, xin được cảm ơn tiết mục vừa rồi của các nghệ sĩ tới từ nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị, từ đây người biết yêu người, từ đây người biết thương người. Những lời ca tràn ngập tình yêu thương vào cuộc đời và con người, phải không ạ?
Thưa quý vị, trong một phiên bản của lời thề ngành y được rất nhiều những sinh viên y khoa cũng như là các y bác sĩ thuộc nằm lòng, thì có một cái câu nói rằng là tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học cần tới sự ấm áp, cảm thông và sự hiểu biết. Và điều đó thì có thể còn lớn hơn cả con dao của bác sĩ phẫu thuật hay là thuốc của người dược sĩ. Và ngay cả trong lời thề của ngành y thì cũng đã công nhận sức mạnh của tình yêu thương. Và với những người lạc quan hơn nữa thì họ còn nói rằng là tình yêu thương đó còn là một cái liều thuốc màu nhiệm để chữa lành mọi nỗi đau ở trên đời nữa. Và với những người đã lựa chọn công việc hành nghề chữa bệnh cứu người thì tình yêu thương đó chính là mệnh lệnh từ trái tim họ. Vâng, và xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giao lưu nghệ thuật Điều Tôi Đã Chọn. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi ba cơ quan báo chí là Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được đặc biệt dành tặng cho những người đã chọn công việc của nghệ thuật chữa lành, một công việc mà ở đó sự ấm áp, hiểu biết và cảm thông của những người tham gia đã góp phần vô cùng quan trọng để giúp cho tất cả chúng ta được khỏe mạnh và từ đó chúng ta có thể sống, học tập, làm việc và tận hưởng cuộc sống này theo một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất. Và cũng trong lời thề ngành y mà chúng tôi đã giới thiệu cùng với quý vị ở đầu chương trình thì còn có một cái ý nữa nói rằng là như thế này. Tôi sẽ luôn nhớ rằng là tôi không phải là chỉ đang điều trị một cơn sốt hay là sự phát triển của một khối u, mà tôi đang điều trị cho một người đang mắc bệnh và tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng tới gia đình của người đó và tới sự ổn định của nền kinh tế. Ở trong lời thề thì chỉ nói rằng là tình trạng bệnh của một người có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của nền kinh tế thôi. Thế nhưng mà trong suốt chiều dài lịch sử thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những ví dụ cho thấy rằng là tình trạng mắc bệnh của một người và sự cứu chữa cho người đó thực sự đã ảnh hưởng tới kinh tế, tới xã hội và tới cả lịch sử nữa. Người bệnh phó thác kinh bệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Lương y phải như tử mẫu. Đã gần 70 năm trôi qua, những lời Bác viết cho các y bác sĩ, người lao động trong lá thư gửi ngày 27 tháng 2 năm 1955 nhân hội nghị cán bộ y tế vẫn còn nguyên giá trị. Lương y phải như tử mẫu. Khi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, quân và dân ta đã bắn rơi hàng nghìn máy bay, bắt giữ gần 500 phi công Mỹ. Nhiều người trong số đó bị thương nặng và được đưa về tạm giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Lịch sử cho thấy, hiếm có cuộc chiến tranh nào các tù binh Mỹ lại được đối xử tử tế như trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cả ngành y tế lúc bấy giờ đã tập trung ưu tiên cứu chữa cho những tù binh này, bởi với y bác sĩ, bệnh nhân thì không phân biệt chiến tuyến. Ngành y tế Việt Nam trong những thời điểm lịch sử của đất nước luôn đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Vượt qua những khó khăn, hạn chế, y học Việt Nam đã khẳng định được sự tiến bộ vượt bậc trong khống chế, điều trị các bệnh nguy hiểm, làm chủ công nghệ khoa học trong chẩn đoán, điều trị. Hàng loạt công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn đã đưa nền y học Việt Nam tiếp cận với thế giới. Năm 2020, khi thế giới đang trong dòng chảy như vũ bão của khoa học công nghệ, ngành y tế toàn cầu bỗng chốc rơi vào cuộc chiến chưa từng thấy, đại dịch Covid. Một thử thách thật sự với ngành y, một cuộc lựa chọn sinh tử. Để thấy rằng, dù ở thời đại nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người chọn khoác lên mình tấm áo blue trắng đều mang trong mình duy nhất một sứ mệnh, cứu người. Họ là những chiến sĩ trong một cuộc chiến đấu duy nhất, trận chiến với bệnh tật. Nhưng trên hết, họ là con người nằm lòng lời thề rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học cần sự ấm áp, cảm thông và sự hiểu biết. Điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ.
sự hiểu biết và cảm thông đó, những khoảnh khắc kỳ diệu ra đời. Vâng.
Thưa quý vị, nghề báo đã tạo điều kiện cho chúng tôi được đồng hành cùng với ngành y. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi có thể nói là vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu. Những phép màu đã xuất hiện tại nơi mà hầu như chẳng ai mong muốn đến, đó là bệnh viện. Nhưng chúng tôi hiểu rằng không một phép màu nào là từ trên trời rơi xuống cả. Đó là cả một quá trình nỗ lực chạy đua với thời gian, là niềm tin vào sức mạnh của khoa học hiện đại, là sự kiên nhẫn, cảm thông với người bệnh và hơn hết là trí tuệ của cả một tập thể. Và cuộc chiến đối với bệnh tật, bác sĩ, những người đã phải đối diện với cuộc chiến ấy hàng ngày, phép màu cũng đến từ đấy. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Trang là trong phần lớn các trường hợp thì chúng ta hoàn toàn không mong muốn đến bệnh viện làm gì cả. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp, cho dù là không nhiều, nhưng mà chúng ta thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mà đến bệnh viện. Đó là lúc nào? Tôi đã từng chứng kiến những người thân, những người bạn bè của mình thực sự hạnh phúc khi đến bệnh viện để đón người thân của mình hồi phục trở về nhà. Hay là có một cái thời điểm nếu mà tất cả mọi người đều hạnh phúc hân hoan khi đến bệnh viện, đấy là cái thời điểm mà mọi người tập trung lại để chờ đón một đứa trẻ ra đời. Đúng không ạ? Bản thân tôi thì đã từng ở trong cái khoảnh khắc đấy, cái khoảnh khắc mà chuyển từ đau đớn tột cùng sang hạnh phúc tột cùng. Cái khoảnh khắc mà một người mẹ đưa một cái tiên thần đến với thế giới này. Và cái lúc đấy thì cái người mà vuốt tóc tôi, cái người nói tôi cố lên, cái người nói tôi giỏi lắm và cái người mà gửi lời chúc mừng đầu tiên tới tôi chính là những bác sĩ, những điều dưỡng và cái người mà dắt em bé vào trong lòng tôi. Cái khoảnh khắc cực kỳ thiêng liêng đấy thì cũng chính là những bác sĩ. Thì tôi nghĩ rằng là có một cái điều là mà rất nhiều người sẽ đồng ý với chúng tôi rằng là có lẽ, vâng, có lẽ y học không chỉ là cuộc chiến đấu với bệnh tật, không chỉ là kết quả của những thành tựu nghiên cứu khoa học, sau tất cả có lẽ đó chính là tình yêu thương. Vâng. Vâng, đó là tình yêu thương. Đó là niềm tin rằng là tất cả chúng ta ai cũng có quyền sống khỏe mạnh, được thoát khỏi sự giày vò của những cơn đau và có thể được trọn vẹn thực hiện thiên chức làm người. Ngày đầu xuân 2024, tròn 10 năm sau khi chào đón con trai đầu lòng nhờ ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng, anh Đoàn Việt Hà đến tri ân các y bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Những hình ảnh về dấu mốc đặc biệt với các gia đình bệnh nhân hiếm muộn trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên vẫn được các nhân viên y tế tại đây lưu giữ. Tuyệt vời luôn á, chị nói thật sự là cả những cái gì 10 năm trước mùa về nhanh dễ sợ luôn, tưởng bớt như hôm qua đó là Hà ơi. Đây là hai ảnh này. Trời, bác đây là gia đình. Dạ. Dạ. Hôm nay rất là mừng vui. Bây giờ ngồi thì tôi lại nhớ lại cái ca mổ trong ba em bé đầu tiên trong cái đợt đấy. Và cái số em bé ra đời đến hiện nay á, là lên đến hơn 1.700 trường hợp rồi. Em cũng thay mặt gia đình cảm ơn cái bệnh sản nhi của mình. Bởi vì em là không phải là một đứa, mà em là hai đứa đều làm ở đây hết. Hai cháu thì cách nhau 4 năm rồi, nhưng mà hai cháu thì đều làm thành công. Với những gia đình như anh Đoàn Việt Hà, những đứa trẻ khỏe mạnh chào đời không chỉ được kết tinh từ tình yêu của người cha, người mẹ, mà còn từ nỗ lực không ngơi nghỉ của các y bác sĩ trong việc tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến. Nhờ phép màu của y học, những sự sống mới được ươm mầm và nhiều cuộc đời được hồi sinh, đặc biệt từ những ca ghép tạng. Bệnh viện Trung ương Huế là nơi đã triển khai ca ghép tim do bác sĩ Việt Nam thực hiện đầu tiên trên cả nước. Và sự kiện này đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia ghép tim trên thế giới. Tôi nghĩ là người Việt Nam thì phải giải quyết bệnh tật của người Việt Nam. Đó là trách nhiệm của những người làm trong ngành y. Cho đến nay, tại Việt Nam đã có hơn 6.500 ca ghép tạng với nhiều sáng kiến mới được thực hiện thành công. Trong đó có những ca ghép tạng xuyên Việt với hành trình nghẹt thở gần cả nghìn cây số và tinh thần như những chiến binh của các y bác sĩ đã đem lại sự sống diệu kỳ cho bệnh nhân. Y học không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, là thành tựu của khoa học. Sau tất cả, đó chính là tình yêu thương con người.
cái bệnh của mình nghĩ là không có vượt qua được. Nhưng mà video này thì tất cả là đội ngũ của cán bộ bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình. Và đó, ở đây mới nói chung là an tâm để mà điều trị. Gửi về em một cánh thư, anh viết bên đèn khuya. Thời gian len len đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo bao niềm nhớ, mang biếng bao âm tình. Thưa quý vị, chúng tôi đặt tên cho phóng sự vừa rồi là Hồi Sinh. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu với quý vị có mặt cùng với chúng tôi tại trường quay S1 của VTV8 lúc này là hơn 100 bác sĩ tới từ các bệnh viện, các đơn vị y tế. Và họ là tác giả của rất nhiều những sự hồi sinh, rất nhiều những sự tái sinh. Và chắc chắn là đến tận bây giờ thì rất nhiều những người bệnh cũng như là người thân người bệnh rất là biết ơn. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng với quý vị một trong số rất nhiều những bác sĩ đáng kính đang có mặt tại trường quay cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Kim Quang, là trưởng khoa sản bệnh lý của Bệnh viện Phụ Sản Nhi. Vâng. Vâng, xin chào bác sĩ Quang và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, bác sĩ Huỳnh Kim Quang thì là trưởng khoa sản bệnh lý. Thưa bác sĩ Quang, người ta nói rằng là cửa sinh nó là cửa tử, để nói rằng là cái việc sinh nở nó nguy hiểm ra làm sao. Mà chúng tôi hiểu rằng là khoa sản bệnh lý tức là chuyên trị điều trị cho những cái sản phụ bị bệnh lý nữa, đúng không ạ? Tức là cái mức nguy hiểm nó còn tăng lên rất là nhiều. Vậy thì trong suốt cái quá trình làm việc của bác sĩ thì có cái câu chuyện nào khiến cho bác sĩ cảm thấy rất là xúc động, rất là đáng nhớ? Kính thưa các quý vị đại biểu ngồi trong trường quay F1 ngày hôm nay, kính thưa các khán giả đang xem chương trình trực tiếp, thì tôi là bác sĩ Quang, hiện công tác tại khoa sản bệnh lý Bệnh viện Phụ Sản Nhi. Thì hơn 25 năm công tác thì được phân công về khoa sản bệnh lý, nơi mà thu dung điều trị những bà mẹ đang mang thai kèm theo bệnh lý như cao huyết áp, các bệnh lý về thận, về phổi. Thì mục tiêu của cái mục đích của khoa điều trị là làm sao để cho có một thai kỳ mẹ tròn con vuông, đem lại cái khi mà người bệnh ra viện thì cả mẹ và con đều an toàn. Và để có được những cái kết quả vậy thì không riêng những các y bác sĩ trong Bệnh viện Phụ Sản Nhi mà còn có sự phối hợp của nhiều các chuyên khoa tại các bệnh viện trên thành phố để giúp chúng tôi mà làm sao để mà có được cái sự an toàn cho người mẹ và em bé khi ra đời. Dạ vâng, có một cái câu chuyện cụ thể nào, một trường hợp cụ thể nào mà bác sĩ rất là nhớ trong suốt hành trình công tác của mình không ạ? Thì trong quá trình công tác thì thật sự mà nói thì đã tham gia rất là nhiều ca sinh và ca mổ. Rất là đặc biệt những trường hợp như sản phụ vào với mạch không huyết không chẳng hạn, thì chúng tôi tích cực hồi sức và tại từ cấp cứu và đưa lên phòng mổ để giải quyết cho bệnh nhân, để mà đem lại cái sự an toàn cho họ. Thì những cái trường hợp như vậy thì có sẽ không bao giờ quên được. Dạ vâng ạ, chúng tôi được biết là có những cái trường hợp là sản phụ thậm chí là đã ngừng tim, ngừng phổi, và với những cái nỗ lực của các bác sĩ thì là cả người mẹ được hồi sinh. Và cùng với đó là em bé cũng được may mắn chào đời khỏe mạnh. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều sự nỗ lực của các bác sĩ đã mang tới sự hồi sinh, sự tái sinh cho rất là nhiều người. Vâng, và thưa quý vị, có lẽ là rất ít người trong số chúng ta mà chưa từng đến bệnh viện hay là chưa từng nhận được cái sự thăm khám của các bác sĩ. Cái điều đấy rất là khó. Và sau mỗi một cái lần mà chúng ta nhận được cái sự thăm khám, sự chữa trị tận tình, chúng ta nhận được rất nhiều, không chỉ là sức khỏe, không chỉ là việc quay trở lại với cuộc sống bình thường, tận hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và nhiều khi đó còn là những cái điều rất to lớn khác, đó là niềm tin với cuộc đời, niềm tin với con người. Xin chào quý vị. Thật sự là rất là xúc động, rất là hồi hộp. Và hôm nay tôi, Lê Minh Sơn, được VTV8 mời đến đây. Bài hát đầu tiên gửi tới quý vị
những người bác sĩ kỳ diệu. Bài hát Lê Minh Sơn mới viết đúng vào cái đợt dịch. Và hôm nay lần đầu tiên được trình diễn bài này tại đây. Bài hát mang tên Blue Trắng. Tôi đã gặp anh, gặp một nhân cách, biết nói gì nữa đây khi cuộc sống còn nhiều bon chen bề bộn. Nhưng ánh mắt ấy cho tôi thêm niềm tin vào lòng người, và ánh mắt ấy cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống. Biết nói gì nữa đây khi nhiều đêm thức trắng, trắng cả giấc mơ khi cứu chữa những bệnh nhân. Chiếc áo blue trắng cho tôi cảm giác chiến thắng, vượt qua dịch bệnh, vượt qua cả những nỗi đau. Chiếc áo blue trắng của anh là sự hy sinh, là những giọt nước mắt của gia đình. Nhân cách, biết nói gì nữa đây khi cuộc sống còn nhiều bon chen bề bộn. Nhưng ánh mắt ấy cho tôi thêm niềm tin vào lòng người, và ánh mắt ấy cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống. Biết nói gì nữa đây khi nhiều đêm thức trắng, trắng cả giấc mơ khi cứu chữa những bệnh nhân. Chiếc áo blue trắng cho tôi cảm giác chiến thắng, vượt qua dịch bệnh, vượt qua cả những nỗi đau. Chiếc áo blue trắng của anh là sự hy sinh, là những giọt nước mắt của gia đình. Vâng, khi viết bài hát này là viết tặng các anh bác sĩ. Thế còn các chị bác sĩ thì sao? Vâng, cái đây 20 năm Lê Minh Sơn đã viết một bài hát tặng, bài hát mang tên Cô y tá xinh đẹp của tôi ơi. Xinh đẹp của tôi ơi, cho tôi ốm thêm
vài ngày nhé. Kiên nỗi đau chập chờn ám ảnh. Kiên giấc mơ chập chờn nóng hồi. Ánh mắt em dịu mát, bàn tay em dịu mát, xóa vợi nỗi đau của tôi. Có ai lại muốn ôm thêm vài ngày? Chỉ có tôi gắng ngơ mong vài ngày bên em, gần em. Màu trắng áo em, màu trắng tinh khôi, cho tôi thêm niềm tin vào tình người. Y tá xinh đẹp của tôi ơi, cho tôi ôm thêm vài ngày nhé. Kiệt nỗi đau chập chờn ám ảnh, kiệt giấc mơ chập chờn nóng hồi. Em dịu mát, bàn tay em dịu mát, xoa vợi nỗi đau của tôi. Có ai lại muốn ôm thêm vài ngày? Chỉ có tôi gắng ngu ngơ mong vài ngày bên em, gần em. Màu trắng màu trắng tinh khôi, cho tôi thêm niềm tin vào cuộc đời, cho tôi thêm niềm tin vào tình người. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn. À, tinh thần chung toát lên từ hai ca khúc vừa rồi có phải là do các y bác sĩ đã cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn đây thêm nhiều niềm tin vào tình người, lòng người, niềm tin vào chiến thắng và niềm tin vào cuộc đời rộng lớn nói chung. Và anh có thể nói gì thêm về hai ca khúc vừa rồi ạ? Cảm ơn cô dẫn chương trình rất là xinh đẹp. Thật ra hai cái bài hát vừa rồi đã nói lên tất cả những tấm lòng của một người nghệ sĩ như Lê Minh Sơn rồi. Vâng, có rất nhiều cách để tôn vinh, có rất nhiều cách để trân trọng nhau. Và với một người nghệ sĩ thì không có cái gì bằng tiếng đàn, câu hát. Và cảm ơn những chất ốm, cảm ơn những lần đi cấp cứu chỉ vì không biết giữ sức khỏe thôi. Vâng, và không có các bác sĩ ngồi đây cũng như bác sĩ đang xem màn hình cũng như tất cả những người y bác sĩ của chúng ta thì không biết loài người sẽ như thế nào. Một lần nữa, tận đáy lòng mình xin cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ cũng như lời chúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ là hầu hết chúng ta đều cảm thấy khó chịu với cái âm thanh này, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, những bệnh nhân mà quá trình điều trị của họ phải gắn liền với âm thanh này, với thiết bị phát ra âm thanh này, đó là những bệnh nhân mà họ phải nằm trong cái làn danh rất là mong manh giữa sự sống và cái chết. Và cận kề bên họ đó
không có người thân nào được phép có mặt cận kề bên cạnh họ, chỉ là các bác sĩ, các điều dưỡng, các nhân viên y tế. Với chúng ta, âm thanh này có thể rất là khó chịu. Với các bác sĩ, đó là âm thanh của cuộc chiến để giành lại sự sống cho các bệnh nhân. Và cái sự khó khăn, sự khắc nghiệt của nghề y thì đôi khi chỉ là đối diện, là chấp nhận những điều rất nhỏ gây khó chịu, ám ảnh với số đông như thế này. Trong cuộc sống thì không ai biết trước được là bản thân mình sẽ trải qua những gì. Đây là một cái trường hợp mà sau khi mới sinh xong thì sản phụ xảy ra một cái biến cố về tim mạch rất lớn, và trong chuyên môn người ta gọi đó là một cái viêm cơ tim thu sinh. Trong trường hợp này thì chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống tim phổi nhân tạo, cái hệ thống ECMO gắn vào và làm việc thay cho cái trái tim nó một thời gian để cho nó hồi phục lại. Trong những ngày tháng đấu tranh để giành lại sự sống cho mình, máy ECMO chạy thì các bác vẫn chạy, những đôi chân không bị. Đó là một cái kỹ thuật mà nó cái mức độ xâm lấn của nó rất là nhiều. Thì bác sĩ gần như là phải túc trực trong 24 giờ theo dõi sát những cái thông số và xử lý sao cho nó kịp thời. Cũng như là mình phải lường trước được những cái sự cố nào nó có thể xảy ra. Sau nhiều ngày hôn mê, em đã được hồi tỉnh lại. Nằm điều trị trong khoa thì em là một người mẹ mới sinh, nên là em cảm thấy rất là lạnh. Lúc nào cô thấy cô thấy lạnh nhớ con, nên là mình hay khóc, mình nước mắt cái cãi miết thôi. Xong rồi cái các cô ở đó là động viên là tóc và vỗ về em, tìm cho mình một cái máy sưởi, cái máy ngọt sưởi, em nhớ là nó nhỏ thế này là sáng nó ấm lắm, như là ấm không phải là có hơi ấm của máy ngọt không, mà là tình yêu thương của cô các bác dành cho bản thân mình. Mình nỗ lực phải sống nên mình phải phối hợp, bản thân mình luôn lạc quan, em lúc nào cũng cười. Thật ra em cười là vì em cảm thấy mình thật sự là rất là may mắn. Một đứa lần nữa em được sống lại, và một lần nữa sống trong tình yêu thương, biệt biệt thật sự là như những người mẹ chăm sóc con của mình vậy. Thì khi những cái bệnh nhân này á, mà đạt được cái kết quả điều trị tốt và người ta ra viện, thì chắc chắn cái cảm xúc anh em lúc đó nó sẽ rất vui. Nhưng thực sự nói với bạn là chúng tôi cũng không có đủ thời gian để mà ngồi chiêm nghiệm xem là cái niềm vui đó nó lớn như thế nào, bởi vì ngay lập tức sau đó là những cái trường hợp khác nặng hơn nó sẽ vào, và người ta cũng sẽ bị cuốn theo cái dòng công việc đó. Ở khoa hồi sức tích cực ở bệnh viện Đà Nẵng nó xem nó như là một cái chốt chặn cuối cùng, mà khi mà bệnh nhân người ta đã đến với mình có nghĩa là người ta đã không còn đường lùi nữa. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để mang lại được cho họ một cái niềm hy vọng nhất định, và từ đó người ta sẽ có cái cơ hội hồi phục, quay trở lại với cái cuộc sống bình thường. Nhờ quả tim nhân tạo mà em được đón sinh nhật, đây là một lần kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời em. Cơ hội lần thứ hai, và em là người may mắn đó. Xin được gửi lời trân quý đến các cô, các bác đã cho em một cơ hội lần thứ hai được sống lại và được trở về nhà. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một cái phóng sự rất là xúc động. Và vì bác sĩ ở trong phóng sự vừa rồi thì có nói rằng là nhiều khi là trong những cái lúc mà cấp cứu chữa bệnh vội quá, gấp gáp quá, và họ không thể nào mà có thời gian để mà cảm thấy là mình đang cảm thấy như thế nào sau tất cả những cái sự gấp gáp, sự kịch tính nghẹt thở vừa rồi. Thì ngày hôm nay trong một cái bầu không khí mà thong thả hơn một chút, chúng tôi rất muốn lắng nghe tâm trạng cảm xúc của bác sĩ, của các bác sĩ trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo như thế. Xin được giới thiệu cùng với quý vị có mặt cùng chúng tôi ngày hôm nay, vị khách mời là bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Trọng Vũ, là trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Đà Nẵng. Xin giới thiệu cùng với quý vị. Vâng, thưa bác sĩ, ban nãy thì chúng tôi có trích cho quý vị khán giả nghe một chút cái âm thanh của các cái thiết bị ở trong phòng ECMO, và chúng tôi thì thỉnh thoảng nghe cái âm thanh này thôi, còn với các bác sĩ mà thường xuyên nghe cái âm thanh đấy thì cái mức độ ám ảnh nó như thế nào? Có khi nào mà các bác sĩ bị ám ảnh quá mà nằm mơ cũng nghe thấy cái âm thanh đấy không ạ? Xin trước hết xin cảm ơn câu hỏi của MC.
Và cũng xin kính thưa các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp. Thì như chúng ta đã biết, âm thanh của các cái máy móc từ ECMO, máy thở, máy theo dõi, điện tim của bệnh nhân, thực sự đó là một cái các âm thanh không hề dễ chịu một tí nào đối với những người ngoài ngành y tế cũng như các y bác sĩ ở trong ngành y tế. Tuy nhiên thì giống như cái thông điệp của chương trình chúng ta ngày hôm nay là điều tôi đã chọn, thì những cái âm thanh đó nó là một phần máu thịt, là nó thấm sâu vào tâm hồn và một phần của cái cuộc đời của người làm nghề ấy. Vượt qua tất cả những cái sự khó chịu của các âm thanh này, thì những âm thanh này nó giống như là một cái sự thức tỉnh, giống như một sự thúc giục cho các nhân viên của ngành y tế là phải nhanh hơn, phải chính xác hơn, hãy giữ cho trái tim mình luôn nóng và cái đầu mình luôn lạnh để có thể cứu chữa được cho nhiều người bệnh. Vâng. Có một cái lần cứu chữa cho người bệnh nào mà bác sĩ nhớ nhất trong suốt cái khoảng thời gian làm nghề rất là dài của mình không ạ? Từ khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú ra trường và về công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng đến nay thì đã 20 năm. Thì trong cái sự nghiệp phẫu thuật cầm dao của tôi thì có rất là nhiều ca thành công, nhưng mà cũng có những ca cũng không phải là thành công. Khi những ca thành công thì là một cái niềm vui rất lớn, nhưng mà khi những ca không thành công, không thể cứu được một con người nào đó, thì nó là chính là cái nỗi buồn, nỗi trăn trở rất là sâu. Làm thế nào để có thể hoàn thiện mình nhiều hơn nữa, để có thể cứu giúp được nhiều cuộc đời hơn nữa. Thì trong số những cái ca mà đem lại nhiều cái niềm vui như thế, thì trước Tết vừa rồi thì có một trường hợp, một em học sinh 16 tuổi bị tai nạn giao thông mà được chuyển từ bệnh viện của Quảng Nam ra bệnh viện Đà Nẵng trong cái tình trạng là hôn mê, phải đặt nội khí quản, và được các bác sĩ của khoa cấp cứu gây mê hồi sức và phẫu thuật viên đã đưa ngay vào trong phòng mổ để tiến hành phẫu thuật mở lồng ngực để cứu chữa bệnh nhân. Thì lúc đó thì gần Tết cho nên là cái công việc chuẩn bị Tết đồ thì cũng giống như tất cả các cái anh chị em khác của các cái gia đình khác, thì cũng phải chuẩn bị cái việc đón một năm mới. Thì đón dặn dẹp như vậy thì nghe được phòng mổ điện lên là mời anh lên để mà mổ cho bệnh nhân này. Thì khi đó thì trên tay tôi là có một cái đồng hồ đeo, thì giống như là mỗi khi bước vào trong phòng mổ thì mình phải tháo hết tất cả các tư trang của mình ra để mình đánh tay mình mổ. Thì tôi tháo đồng hồ ra, thì đang dọn dẹp thì tôi vứt đồng hồ không biết ở chỗ nào và chạy lên trên bệnh viện thay đồ xong vô rồi giúp mấy anh em một ca rất là phức tạp. Nó vỡ cái phế quản gốc ở phía bên trái, ngay chỗ vị trí mà khí quản nó chia thành phế quản gốc trái và phế quản gốc phải. Ở cái vị trí này, cái vị trí giải phẫu rất là nguy hiểm, tại vì được bao bọc bởi động mạch chủ, tim và thực quản, khó tiếp cận. Tuy nhiên thì ekip của phẫu thuật gây mê hồi sức và phẫu thuật viên cũng rất là cố gắng, truyền máu khá là nhiều và đã thành công trong việc nối lại cái phế quản gốc của bệnh nhân, mà phải sử dụng thêm được cái vật liệu là màng tim để mà tái tạo lại cái đoạn mà phế quản nó bị rách nát. Thì sau mổ thì bệnh nhân nằm điều trị tại hồi sức sau mổ và sau đó chuyển lên ngoại lồng ngực và đã ra viện ổn định. Thì một cái điều rất là vui nữa đó là sau khi bệnh nhân ổn định xong thì bố mẹ bệnh nhân đã viết một cái bức tâm thư. Thì cái bức tâm thư này thì từ trước đến giờ thì là một bức tâm thư rất là đẹp, được đánh máy rồi được trang hoàng hoa lá mùa xuân ở xung quanh và được ép plastic rất đẹp, và đã được chuyển đến bác sĩ tiến sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện. Thì ngay buổi sáng hôm sau thì tiến sĩ đã đọc trước giao ban. Thực sự lúc đó chúng tôi dâng trào một cảm giác rất là niềm vui về cái trường hợp này. Vâng. Cứu sống một người ở độ tuổi 16, một độ tuổi rất là đẹp. Vâng, nếu như chẳng may, vâng, thì chắc chắn đó sẽ là một sự nối tiếc rất lớn. Và vì là chúng ta đã làm được cái điều tuyệt vời, cho nên là đó thực sự sẽ là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn với gia đình, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị một cái ca khúc có tên là Cánh chim báo tin vui. Cánh chim báo tin vui trong ca khúc này là báo tin thắng một trận đánh lớn. Và chúng tôi tin rằng là cuộc chiến với bệnh tật đó là một cái cuộc chiến mà chúng ta cần nghe tin thắng trận nhiều không kém, mạnh mẽ không kém bất cứ một cái cuộc chiến nào khác. Thank you.
chim hát lên lời ca tưng bừng, rộn ràng chim tung đôi cánh, phút bay lên tận trời mây. Cô nàng mến yêu khắp Tây Nguyên vung lên rồi, đồn thù sụp đổ tan hoang, chim bay bao khắp buôn làng, đàn chiêng reo ba chai núi. Hey hey hey, mừng sông ba sông nổi, mừng Trường Sơn rung núi, mừng nhân dân ta giết diệt quân thù trong tiếng đàn trường vang vang. Giờ chim bay về miền Bắc báo tin vui đến Bác Hồ. Ê, chim nhỏ mến yêu, chim hãy thương lấy ca vang rừng, rộn ràng chim tung đôi cánh, phút bay lên tận trời mây. Này chim, chim nói gì? Bara tuk hơi, cô nàng mến yêu, hãy hát lên lời ca đẹp, để rừng nở thêm hoa tươi, nương lúa thơm lúa chín vàng, hát lên bài ca chiến thắng. Diệt cho hết quân thù để miền Nam giải phóng, để nhân dân ta vây quanh Bác Hồ trong tiếng đàn trường vang vang. Giờ chim bay về miền Bắc báo tin vui đến Bác Hồ. Vui quá nên chim vang lời ca, vui quá nên chim vang lời ca, vui quá nên chim vang lời ca. Tôi rất là hạnh phúc khi chứng kiến được quá trình bệnh nhân đến với chúng tôi được điều trị, được chăm sóc và được phục hồi sức khỏe. Khi bệnh nhân ra viện, cái niềm vui và hạnh phúc của người nhà và bệnh nhân làm cho tôi cảm thấy có động lực và yêu nghề. Sự phát triển của khoa học, có những cái kỹ thuật đã được áp dụng thì bệnh nhân của mình đã được cứu sống một rất là nhiều. Thì cái sự sống của bệnh nhân chính là cái động lực để cho mình theo đuổi cái công việc, cảm thấy cuộc sống công việc có ý nghĩa hơn. Khi bệnh nhân giao cho mình sức khỏe và tính mạng thì đây là một cái niềm vui, niềm tự hào lớn nhất của tôi. Mình rất là tự hào khi được sống và làm việc ở nơi đây. Thì mong muốn lượng bệnh viện thành phố cũng như là bệnh viện liên tục được phát triển và phát triển bền vững. Mỗi ngày mà tôi thấy bệnh nhân có sự tiến triển hơn về sức khỏe và tinh thần thì tôi cảm thấy là công việc của tôi thật sự là có ý nghĩa. Là một bác sĩ làm trong ngành hồi sức nhi, chữa bệnh cho các cháu nhỏ trong giai đoạn nguy kịch, thì chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy được các cháu bé khỏe mạnh, trở về với cuộc sống thường ngày. Được chứng kiến những nụ cười của bệnh nhân ở trên môi và
người ta cái sự chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân thì tôi là càng có động lực để tôi quyết định để chọn cái ngành này. Hạnh phúc khi mỗi lần cứu sống được bệnh nhân hay điều trị tốt một bệnh nhân thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân họ sẽ mang tới niềm vui, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ khi ra viện thì làm chúng tôi cũng rất là vui. Khi giao em bé cho người nhà và sản phụ, nhìn nụ cười hạnh phúc của sản phụ thì mình cũng hạnh phúc theo. Mặc dù ngành đây là tôi biết là còn nhiều cái khó khăn và vất vả, tuy nhiên thì thấy được cái nụ cười của bệnh nhân, thấy được nụ cười của gia đình và người thân thì tôi nghĩ đó chính là món quà lớn nhất mà tôi nhận được. Vâng, có một câu nói vui rằng là bên cạnh nghề cứu nạn và phòng cháy chữa cháy thì nghề y cũng là một trong những nghề mà được mọi người chúc thất nghiệp nhiều nhất. Nhưng thực tế thì không bình yên như thế quý vị ạ. Và ngay ngày hôm nay, trong trường quay này có những vị khách mời đang công tác trong ngành y và họ cũng đang rất muốn gửi những lời chúc cảm xúc đến cho những bậc đàn anh và những đồng nghiệp của mình nhân một dịp đặc biệt như thế này. Và có lẽ đầu tiên thì Thùy Trang xin được mời bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bình Phương, bác sĩ trưởng trung tâm VNVC Đà Nẵng. Tôi cùng toàn thể nhân viên trung tâm hệ thống VNVC, hệ sinh thái Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, dược phẩm của ECO xin gửi lời chúc mừng đến tất cả toàn thể các y bác sĩ đã tận tâm chăm sóc yêu thương bệnh nhân. Xin gửi lời tri ân đến các y bác sĩ đã hy sinh trong đợt chống dịch COVID. Xin chúc các tất cả mọi người bác sĩ và những người trong ngành y luôn luôn đạt những cái điều ước của mình, sức khỏe và trí tuệ để phục vụ cho ngành y luôn luôn phát triển ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phương ạ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời một người vừa là thầy thuốc, vừa là một người thầy giáo của Đại học Đà Nẵng, đó chính là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ Lê Kim Trọng, phó khoa y Đại học Đà Nẵng. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô và kính thưa toàn thể anh chị em. Em là bác sĩ Lê Kim Trọng, em đến từ khoa y dược Đại học Đà Nẵng, là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực y tế. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, em xin kính chúc toàn thể quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Hôm nay, trong không khí hân hoan hướng đến kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày chúng ta dừng lại để ghi nhận và tri ân những cái đóng góp quý báu của những người thầy thuốc, em không có gì hơn xin kính chúc toàn thể quý thầy cô, toàn thể anh chị em đồng nghiệp sẽ luôn giữ mãi bên mình một trái tim ấm áp, một ánh sáng tri thức và một tấm lòng nhân ái để thực hiện sứ mệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và tiếp tục là người dẫn dắt cho thế hệ mai sau và sẽ mãi mãi là những người thầy chấp cánh những ước mơ cho những sinh viên y khoa đang học tập tại thành phố Đà Nẵng. Em xin chân thành cảm ơn và xin chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trọng cùng với những lời chúc vô cùng ấm áp. Rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc
thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngàn hương thơm cho đời, sống với đôi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa và mỗi sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, và tôi là hoa của những nụ cười của sống của tôi. Hiểu biết dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng đường tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi rời những nơi nơi đây, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngàn hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ biết đến câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngàn hương thơm cho đời, sống với đôi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Vâng, kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi giống như là lời tự sự của một người, của một người xưng tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thảnh thơi. Thế nhưng mà rồi tôi lại nhận ra rằng ở sâu trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và thưa quý vị, trong thực tế có những người như vậy đấy ạ. Họ không thể nào mà sống vô tâm được, có muốn sống vô tâm cũng không thể nào được. Bởi vì sâu bên trong con người họ đó là một cái trái tim tràn đầy tình yêu, tràn đầy ước mơ. Họ không thể nào vô tâm, không thể nào mà ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Và họ sẽ không ngừng chiến đấu, không ngừng cố gắng với bệnh tật, với những khó khăn để giành giật về sự sống. Vâng, và trong lời thề của ngành y cũng nhấn mạnh rằng người hành nghề y không phải là Chúa Trời, nhưng họ và những nỗ lực của họ mang tới cho chúng ta những hy vọng trong những lúc tuyệt vọng và nguy nan nhất. Và thưa quý vị, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 1955, ngày 27 tháng 2 năm 2024, xin được kính chúc những người công tác trong ngành y thật nhiều sức khỏe để tiếp tục một hành trình nuôi dưỡng những hy vọng, tiếp tục hành trình mà điều tôi đã chọn. Để thực hiện được chương trình này, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Amovino và VNPT Đà Nẵng đã đồng hành cùng với chương trình. Và bên cạnh đó, trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Trân trọng cảm ơn toàn thể tập thể các y bác sĩ đã có mặt cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.